Chị Đặng Thị Xuân Thu năm nay chị U60, muốn tìm một người bạn đời. Chị nói chị có nhà, nếu mà anh nào về sống với chị thì phải có một chút vốn, không cần giàu quá. Thì cái câu chuyện này như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Cao của chị cũng không quá cao. Người đó không gia trưởng mà cũng không kêu kiệt. Về kinh tế người đó, dù người đó không có gia đình, không có nhà, thì người đó về sống chung với chị vẫn được. Ví dụ ảnh không có nhà, ảnh có vài chục triệu, ảnh đem về chị được không? Trời, vài chục triệu làm cái gì vậy? Đây là tâm sự thực tình đó. Vài chục triệu làm sao mà xong. Rồi, Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em. Dạ, em chào chị nha. Rồi, chị cảm ơn em. Dạ. Chị chào em. Bây giờ trước khi mà ghi hình thì em cũng nhắc lại câu nói này thường ngày em nói trên clip. Thì chị nhờ đến em để em ghi hình. Thì sau khi em ghi hình xong, em đăng lên mạng thì sau này chị không được quyền khi em xóa clip hoặc là gỡ clip, chị có đồng ý không? Chị đồng ý. Rồi những cái lời nói của chị lên chương trình của em là chị nói phải thật lòng. Nếu mà chị nói sai, sau này chị phải tự chịu trách nhiệm trước cái lời nói của mình. Đúng rồi. Bất cứ ai lên trên đây thì phải yêu thương nhau thật lòng. Còn nếu mà lên đây mà cứ mà trục lợi một lợi dụng một ai đó thì sau này Tiến phát hiện được, hoặc là có người đó báo cho Tiến hay, thì Tiến sẽ lấy những hình ảnh của anh và chị đó là thì em sẽ đăng lên mạng, sau này mấy chị không được quyền kêu em xóa clip hoặc là gỡ clip, chị có đồng ý không? Chị đồng ý. Rồi, tại vì em muốn cái kênh em là lên trên đây phải kiếm một người bạn đời, chứ không phải lên đây để lợi dụng một ai đó, là cái điều đó em không chấp nhận được. Rồi bây giờ chị kể chút xíu việc hôn nhân gia đình của chị đi như thế nào. Nói chung là hôn nhân gia đình của chị là chồng chị bị tai nạn mất năm 2011. Chị sống mãi tới ngày hôm nay. Cái tình cờ chị có sợ qua có trên mạng, chị thấy xem cái video của em đó. Khoan, chưa. Chừng nào chị chiếc hỏi ra. Bây giờ chị giới thiệu tên chị nè, tuổi nè, tên gì, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu? Tên chị là Đặng Thị Xuân Thu. Thì năm nay sinh 1965, là 59 tuổi. Chị đang ở Quảng Nam, thành phố Tâm Kỳ, Quảng Nam. Rồi sau khi mà chồng chị mất thì trong cái thời gian qua chị có quen một anh nào nữa không? Nói chung là không có quen ai hết. Quen mà để đến thực sự tìm cái người đời đầu ập tay gối thì không có, tìm chưa được ai hết. Nói chung là người đàn ông họ cũng có tìm hiểu mình, họ để ý mà cái đều không được, mình không chấp nhận. Bởi vì việc đó không phù hợp. Nên chỉ là quen tâm sự qua lại chứ chưa đến với nhau ha. Nói chung là cũng không có gì là đến mức độ mà trầm trọng. Coi như là quen, chị tính cách là quen nhau, gặp quán cà phê hay là đi giải trí, ca nhạc, phòng trà, gặp nhau đó thôi, không có một cái ý gì hết chứ. Tại vì không phù hợp với mình nhiều cái về mọi mặt, cho nên mình không có nghĩ tới người đó. Thì đúng rồi, thì chị lên kênh của em cũng vậy. Sau khi mà lên kênh xong, nếu mà chị tâm sự được với người nào đó thì chị em cũng khuyên chị là phải suy nghĩ cho kỹ càng, tìm hiểu cho kỹ hơn một chút ha, chứ đừng nên vội vàng quá. Bây giờ thì chị được mấy người con? Chị có một người con. Người con được năm nay là sinh năm 89, 35 tuổi. Có một cháu nội và vợ chồng nó riêng tư. Giờ chị ở sống độc thân, có một mình, một nhà. Như nhà của chị hả? Nhà của chị riêng tư, cùng con thì làm nhà, làm cửa cho con riêng rồi. Rồi chị lên chương trình này nè, muốn bước thêm một bước nữa thì con chị có hay biết gì không? Nói chung là
quyền riêng tư của người mẹ. Con cũng có nói trước trước đây là mai có tìm hiểu ai á thì tìm hiểu cái người cho thật tình thương mai thì mai đến, chứ đừng có vừa trên mạng cũng nhiều cái chỗ lừa dối lắm, cho nên mai cẩn thận thôi. Trình con vẫn đồng ý cho mình đi thêm bước nữa để sống đầu óc tay gối quãng đời còn lại. Chứ con thì nó giờ nó không ở với mình, nó ở với vợ với con nó. Thì đúng rồi, thật sự ra nói là muốn đến với người đó thì con chị nói đúng đó, thì phải lựa người nào thật tình yêu thương thật lòng thì mới đến, còn giả dối mà nói dốc láo thì thôi nên tránh xa. Bản thân em cũng vậy, em cũng không thích một người mà nói dốc nói láo làm chung với em hay là nói chuyện với em, là phải nói là một chứ không có câu số hai trong đó. Nói mà nói Đúng tên nói tới nói lui là em cũng không thích. đúng rồi. Rồi bây giờ thì chị hiện nay là làm công việc gì để mình sinh sống hàng ngày? Nói chung là lúc trước á, là chị có chồng chị cũng cực lắm, là lam lũ làm bán quán, cũng có tích lũy một số số tiền. Rồi giờ chồng mất rồi thì tiền đó cũng gửi ngân hàng một số giống để là cứ hàng tháng mình lấy lãi về tiêu. Chứ giờ chị cũng tuổi lớn rồi, chị cũng làm gì cực thừa, lúc nhỏ lúc trẻ rồi lúc có chồng đã cực quá nhiều. Giờ thì tuổi tác cũng lớn không làm cái gì nữa hết. Chị có nhận đồng tiền của nhà nước, tiền lãi ngân hàng đó gì tiêu thôi chứ chị cũng không làm gì. Với chị lại có mở ra dịch vụ chăm sóc, dịch vụ chăm sóc người về xương khớp đó, cho à. nên có mua ghế gì để nhà để mở dịch vụ. Vậy là nói chung là cuộc sống của chị là cũng ổn nha. Nói chung là ổng là thừa à. Rồi bây giờ thì chị kể chút xíu về cái mặt ưu điểm và cái mặt khuyết điểm của chị đi. Nói chung là ưu điểm của chị là có cái tính đức tính của chị là rất hiền hậu, nhỏ nhẹ, coi như không có nóng tính. Ưu điểm của chị. Còn khuyết điểm vậy thì chị cũng không thấy có khuyết điểm gì Chị không có nóng tính hả? hết. Chị không nóng tính, hiền từ lắm. Có chồng mà chồng nóng tính là chị nó ngọc, chị nó ngọc với chồng. Giờ em nói cái này nhỏ nhẹ mà sao là anh nóng tính trả lời nhiều lúc cái từ lỗ mãng đồ này kia đó. Chị chỉ có khuyên ra thôi với cười. Vậy là khi mà chồng nóng thì chị lấy cục đường chị cho ảnh ăn. Nói chung là chị ngọt với chồng lắm, với lại về chị cười thôi, chị cười là trời. Mà thật sự nếu mà một người phụ nữ ngọt cái chồng mà khi mà chồng đang nóng giận, thì nếu mà ngọt cái chồng thì ông chồng nó dù cho nóng cỡ nào cũng phải nguội đó. Đó. Đúng rồi. Rồi tại vì vợ mình nói như vậy mà không lẽ mình đi nóng nữa, thì nếu mà thằng đàn ông nào mà nóng nữa thì coi như đàn ông nó cũng hết xài. Mà nếu mà chồng mà nóng quá là chị đi chỗ khác, chứ chị không có đứng đó mà cãi vã lại. Đúng rồi, cái đó là chị gọi khôn đó. Nếu mà chồng mà nổi cơn giận thì thứ nhất là mình im, thứ hai mình bỏ đi chỗ khác là xong chuyện. Còn mà chị đứng lại mà chị cãi cọ hay là chị la lớn này nọ là một hồi nó sẽ cái chuyện bự sẽ xảy ra. Thì nói chung là trong cuộc sống vợ chồng hôn nhân thì mỗi một người nhịn một chút là sống bền hả chị, chứ đơn giản thôi chứ không có chứ. Còn người này muốn hơn người kia muốn hơn người nọ là sống không về bền được. Đúng Rồi thì hôm nay chị điện đến em để nhờ em là quay chia sẻ chị muốn tìm một người bạn đời. Thì theo cái ý của chị là chị chọn một người bạn đời là như thế nào, chị phải kể hết ra trên đây, độ tuổi nè, bao nhiêu, chiều cao, mập ốm gì đó, hoặc là có những cái tài sản hay là có lương hưu hay là có nhà cửa gì đó, chị theo cái yêu cầu của chị kể hết ra. Nói chung là yêu cầu của chị cũng không quá cao, rất mong là anh tìm giúp giùm cho chị là một người thứ nhất là phải chung thủy, yêu thương vợ, không người đó không gia trưởng mà cũng không keo kiệt, người đó lớn tuổi cũng được, lớn tuổi hơn chị cỡ 10 tuổi cũng được hoặc 5 tuổi cũng được,
chứ chị không cần với người đó nhỏ tuổi, trẻ tuổi gì, lớn tuổi hơn chị là chị đã thích rồi. Bây giờ cũng có nhiều kinh nghiệm, và quan trọng nhất là người đó phải biết yêu thương vợ và biết trân trọng quý lẫn nhau. Và về kinh tế người đó, dù người đó không có gia đình, không có nhà, thì người đó về sống chung với chị vẫn được, bởi vì giờ chị có một cái nhà cũng to tát và ở có một mình thôi, không có ai hết, con thì có gia đình riêng rồi. À, người đó cũng có chút kinh tế để sau này để gì mà cái dạng cũng phụ với vợ đó để sinh sống, vì cái tuổi còn lại trừ khi những việc đau ốm xảy ra. À, đúng rồi. Còn nói chung là về nhà chị ở cũng được ha. Đúng rồi, Rồi bây giờ thí dụ đi, bây giờ có anh đó anh kêu chị đi về nhà anh ở rồi chị có đi không? ok vẫn được, bởi Rồi vì mình theo chồng mà, có rồi chồng theo chồng, rồi rồi nhà rồi nhà, chị hai cái nhà hả? Hay là một cái này? một cái nhà lớn này mình riêng chị ở riêng, còn con thì có giờ nhà riêng ở riêng, ở Rồi. xa chị ở tầm cỡ 16 cây số. Rồi, rồi nếu mà chị bỏ đi theo chồng mà cái nhà này bỏ cho ai? Không, cái nhà này thì mình đóng cửa, con lâu lâu nó xuống nó trông hoặc nó ở lại nó chơi, còn thời gian gì tỷ vào ở với chồng thì lâu lâu về quê thăm thăm nhà, đi tới đi lui thì có chỗ mình ở đó. Theo như chị bây giờ chị đó trong công việc của chị đang ổn định thì theo như em suy nghĩ nếu mà công việc mình đang ở định thì chị phải ở đây nó tiện hơn, vừa vừa coi nhà mình vừa công việc mình ổn định hơn nè, thấy em thấy nó dễ dàng hơn. Nếu như vậy mà mình gặp một người chồng mà mình quá thương yêu, chồng quá thương yêu mình rồi, có thể chồng nó bảo mình theo chồng thì mình phải theo thôi, cái đó là điều cái đó là điều tất nhiên, mình làm vợ mình phải theo chồng. Coi như Còn như nhà chị để không thì cũng vẫn để, khi nào lâu lâu thì chồng cũng về lại nhà vợ chơi, cũng đi vô đi ra, nếu mà chồng ở người ở miền Nam là thì cũng đi vô đi ra, chứ không phải là bỏ hoang phí cái nhà này không. Nói nữa chứ cũng vợ chồng lâu lâu cũng đi về quê đó, ý là về quê có cái chỗ để mình ở. chị chọn mấy anh thì chị có chọn tỉnh thành nào không? Nói chung là chọn người ấy là ở đâu cũng được hết, quan trọng là cái đạo đức con người của người đó thôi. Bên nước ngoài cũng được luôn. Và ở nước ngoài cũng được, mình thì nếu mà ở bên đó mình đi đi về về cũng được thôi, về thăm con thăm cháu. Nói Còn khi nào mà về Việt Nam ấy, thì mình có cái nhà ở Việt Nam mình ở, khỏi cần phải thuê khách sạn tiền. chung ra là chị chọn là chị không kén chọn ha, ở đâu cũng được ha, từ nói chung ra là nó bao gồm là ở đâu cũng được hết. Đúng rồi, ở đâu cũng được hết. Chị cao 1 mét mấy? 1m57, Chị chắc chừng 5 2 5 3 kg gì hả? không không tới cỡ 50 kg, 50 kg rưỡi với mấy. 50 kg gửi thì em đón chị chừng 51 52 53 trở lại đó, đâu có lên nữa. À, chị cũng đi khám sức khỏe định kỳ, mà mình có tiền mình cũng đi khám thường xuyên, thì mới vừa cân đo chiều cao đó còn có 57 kg, 57 chiều cao 57, còn còn cân nặng còn có 50 kg rưỡi. Chị thích cái anh nó mập hay Không, chị thích con người tạng như thế nào, với mập lên nó mệt đó mày, mập lên nó không đẹp, mặc đồ cũng không đẹp. mặc lên nó không đẹp ha. Thích cái dáng thon thon. Thường thường người ta thích đàn ông nó có bụng chút xíu đàn mà ôm cho nó ngủ tưởng tượng như cái gấu ôm vậy. Đàn ông hả? Đàn ông thì nói chung là tầm cỡ hơi mập mập xí cũng được, chứ cũng cũng không phải gì mà mập cho cái dạng là to béo là thôi sạch.
Giờ thấy nói chung ra là em thấy cuộc sống của chị là ổn định đó, bây giờ kiếm một người cũng ổn định như chị đúng không? Còn anh nào mà không có nhà, không có kinh tế thì chị không chọn, chị nói luôn đi, để sao để cho mấy anh đó biết, để thôi mấy anh xin số mất công làm phiền. À, đúng rồi, cảm ơn em. Trước là cảm ơn em, sau là chị có nói lại em là nói chung là anh đó phải có kinh tế một chút, và không có nhà cũng vẫn được, không nhà vẫn được, mà có nói chung là có kinh tế. Có kinh tế không nhà Kinh cũng tế được. là đúng rồi, không, ảnh không có nhà cũng được mà ảnh có kinh tế một chút, để gì sau này anh sống với chị thì có nhà sẵn, mà cũng phải có kinh tế một chút đỉnh, để sau này vợ chồng sống cho nó được thong thả, với lại kể cả khi mình ốm, bạn đau ốm rồi đó, lỡ có này có nọ mình có tiền để mình xoay sở. Ví dụ đi, thí dụ ảnh không có nhà, ảnh có vài chục triệu mà ảnh đem về chị được không? Trời trời, vài chục triệu làm cái gì vậy? À, Vậy là tâm sự thực tình đó, vài chục triệu làm sao mà sống. bây giờ chị muốn bao nhiêu? Nói Còn cả khoảng bao nhiêu ăn lên? chung là tầm cỡ anh có kinh tế khá khá xí cũng được, chứ không cần phải phải giàu lắm đâu. Nói chung ra cái tiện chị nói khá khá thì nó còn hơi mập mờ quá, thí dụ là 1-200 triệu, là 1-2 tỷ đó, nếu mà gọi là nếu mà giàu quá thì 1-2 tỷ đi, còn nếu mà trung bình nãy em nói là chị vài chục triệu thì không đủ, chắc vài trăm triệu đó. Mà em nghĩ em cũng nói với chị luôn là nếu mà người đó có vài trăm triệu đó là người đó phải có nhà, còn nếu mà người đó có vài trăm triệu mà không có nhà là không có đâu đó. Tự ra những người á mà em nói ha, có vài chục triệu á là thật sự ở đây không có nhà đó, còn mình chị mà nãy em nói là vài chục triệu thì không được, chị nói vài chục triệu sao đủ sống, thì vài trăm Đúng rồi, triệu thì vài trăm còn không đủ sống nữa, đó vài trăm rồi được bao nhiêu tháng đó. vài trăm mà chị cũng không đủ sống ha. Đúng rồi. Vậy là nói chung ra là chị tóm lại là anh đó là kinh tế ổn định Đúng rồi. nè, còn như nãy em nói là có vài chục triệu là thôi, là chắc thôi mấy anh cũng nghe ha, thì đây là tiếng hỏi cho rõ ràng để mấy anh khỏi cần xin số, để mấy anh thấy chị đẹp xinh quá cái chị mấy anh xin số thì chị lại không chấp nhận thì cũng mất công cho mấy anh đó. Đúng rồi, anh tìm hiểu cái người mà như em đang chất vấn chị hỏi Không, đó, bây giờ vậy nè, là chị cũng không có yêu cầu chừng đó vậy thôi. không bây giờ Với đi, người đó nói chung là nội hình cũng cũng tạm được tí, chứ đừng có xấu quá. bây giờ em nói chị nè, thật sự ở đây á em cũng nói chị rõ luôn, em không làm mai cho bất cứ ai hết, em là chỉ một người chia sẻ thông tin thôi. Bây Đúng giờ là chị nhờ em ghi hình chị, thì sau khi ghi hình xong thì chị vô cái Zalo của em chị coi, tại vì trên những cái Zalo của em có đăng hình đi gian họ chị, từ giờ em cũng có hỏi đi gian chị từ giờ, mà chị phải coi từ đầu clip cho tới cuối clip để cho cảm thấy chị phù hợp với anh này không, cái nhu cầu của anh này ra điều kiện như thế nào, cũng như là chị ở đây ra điều kiện đó. Sau khi mà coi hết clip đó thì chị hãy xin số, người này phù hợp với mình thì chị hãy xin đó. Vậy đó thì sau khi đó thì em cho, còn nó mà để cho em tìm kiếm giùm thì thật sự nói là em không biết cái tính cách của chị, nhu cầu của chị như thế nào mà để em tìm kiếm, với hoặc em có không có thời gian đó, chị cái tính chị biết như thế nào thì chị vô cái Zalo của em coi, thích chụp cái màn hình lấy cái mã số thứ tự hoặc là tên tuổi gửi qua cho em đó, thì lúc đó em cho đó. Chứ để sau này cái em kiếm vô chị, lỡ chị ngon canh ngọt cơm thì không nói hàng tới em, cái chừng xảy ra chuyện bắt đầu cái chị nói tại hàng tiếng, tại hàng tiếng nó khổ lắm, em không không có ăn uống được cái gì ở đây chừng á. chị, cái tính của chị là không có như vậy. Khi mà ai là giúp đỡ được mình rất mong ơn cả cuộc đời luôn chứ em, mà rất cảm ơn em, chứ làm sao mà người đã giúp cho mình mà mình chưa chưa gì mà mình lại còn gì mình chị chút chị đi, nó chị không được. Cái tâm chị nó đúng như vậy, nó không cho phép như vậy. chị ơi, em nói chị nè, hồi thật sự em làm chương trình này nó mới ban đầu họ chưa được, cũng như chị bây giờ nè, họ chưa có được gì hơn á, thì ai cũng nói tốt hết á,
mà khi mà được rồi ấy, thì quên em, mà khi mà xảy ra chuyện cái đầu cái mới nhớ tính em, cái lôi em ra đó cái gì đó. Nên em cũng nói trước là em ở đây là chỉ chia sẻ thông tin thôi, còn cái quyền chọn lựa của mấy anh chị sau này đừng để thừa em bất cứ điều gì hết đó, gì đó. Đúng rồi. Ừ, tại vì em chỉ là giúp cho hai người biết qua biết lại, rồi tự anh chị đều phải tìm hiểu đấy, chứ em không có tìm hiểu giùm được. Ở đây em tìm hiểu giùm là xác minh anh đó không có vợ, thì em chỉ tìm hiểu cái đó thôi. Còn cái chuyện mà hai người để tìm hiểu sống chung với nhau là cái đó là do hai anh chị tìm hiểu chứ không phải là em. Đúng rồi, cái chỗ mà em tìm hiểu gì chị, và cái người đàn ông kia là em cũng đã tìm hiểu về cái hồ sơ lý lịch qua sơ khởi, rồi sau đó em cũng cho cái số điện thoại để mà mình có thể mình gọi nhau để mình tâm sự nó được dễ dàng hơn và được tháo gỡ được cái người đó như thế nào, có thể mình tìm hiểu nhau rồi mình đi tới tận nơi tận nhà anh ấy mình xây mình có đúng là như vậy không, Đúng hoặc rồi, là anh ấy tới tận nhà chị đúng rồi. đó mới gọi là Ví sự tạo. dụ chị có nhu cầu thì chị nói thôi giờ em sẽ chạy tới nhà anh để em xem tình hình như thế nào, có sự thật gì không. Thì cái đó là nhu cầu của chị, thì chị có chị muốn đi thì chị liên hệ với em, ví dụ vậy đó. Đúng Đó rồi, rồi thì thôi bây giờ cũng sắp kết thúc chương trình, thì chị có muốn nói lời nào với những anh sửa soạn đem sang đang xem chương trình của chị và nói gì lời với khán giả không? chị cũng rất cảm ơn em Hồ Tiến cũng đã quan tâm đến những chị em phụ nữ độc thân không có chưa có gia đình. Chị cũng rất cảm ơn em đã chia sẻ đến cộng đồng mạng giúp giùm chị để tìm được một người đầu óc tay gối và người để chung thủy sống trọn đời. Rồi thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều ha. Thì thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Tiến cũng chúc tất cả cô chú và các anh em một buổi trưa vui vẻ hạnh phúc. Nếu có thương Tiến cho Tiến like chia sẻ và nhớ đăng ký kênh, dặn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến. Thì Tiến chào tất cả cô chú anh chị em. Rồi chào khán giả đây chị. Rồi, chào em nha, cảm ơn em nhiều nha, chị không quay ngon em. Dạ.